Cái gì nữa vậy mẹ? Con đi cả đêm về, giờ cũng không được ngủ nghỉ nữa hay sao? Gái còn lứa gì mà đi cả đêm, tới sáng mới về. Đã vậy gọi điện thoại còn không nghe nữa. Con đi đâu vậy hả? Có cái gì đâu, con đi với lại đám bạn, xong rồi ngủ lại nhà của một nhỏ trong nhóm thôi mà. Con đi với bạn gái mà lại có mùi thuốc lá, chắc lại đi với cái thằng người yêu. Vô bước khách sạn chứ gì. Mẹ à, con 20 tuổi rồi, không phải là còn là con nít đâu mà mẹ cấm đoán áp đặt. Bây giờ á, con nghe lời thằng đó rồi về đây cãi lại mẹ phải không? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nó không có tốt đẹp gì đâu, mà con cứ yêu đương với nó hoài. Mẹ lại ca bài ca cũ rích nó nữa rồi. Mẹ biết gì về anh Trí mà mẹ nói con tiếp xúc với ảnh nhiều hơn à, con hiểu ảnh hơn mẹ. Thôi thôi, con nói chuyện với mẹ đâu, con mệt rồi con đi ngủ đi. Con đứng lại đó. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cái thằng Trí đó là cái thằng vô công rỗi nghề, nó không phải là người tốt, mà con cứ yêu đương hoài. Mẹ ơi, mẹ để cho con tự do thoải mái lựa chọn bạn trai đi. Suốt ngày con về cứ nghe mẹ cằn nhằn cử nhử, con nghe con muốn điên cái đầu lên luôn vậy đó. Tôi biết mà, bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi, nói tới cô là không được. Mẹ cứ vậy hoài á là con đi khỏi cái nhà này cho mẹ coi. Đi thì đi luôn đi, để coi cái thằng Chí nó cũng mang mày được hay không. Được rồi, mẹ đừng có thách con, con đi cho mẹ coi. Nhớ có khổ thì đừng có quay đầu về nghe chưa. Ngân, Ngân ơi, Ngân, mẹ làm cái gì? Con đi đâu? Bây giờ con đi đâu hả? Không phải mẹ muốn con đi sao? Con đi cho mẹ vừa lòng. Con đi á, rồi con ăn ở đâu? Con ở đâu hả? Cái đó thì mẹ yên tâm đi. Không có mẹ, con sẽ vẫn sống tốt, ok? Không được, con đừng có đi. Mẹ bỏ con đi, đừng đi, đi mà. Uống con ra. Ngân, Ngân ơi. Cô ơi, cô có sao không cô? Có chuyện gì vậy cô? Cô khổ quá, con ơi, con nó bỏ cô đi rồi. Con khổ. Cô bây giờ cô bình tĩnh nha. Cô nói cho tụi con nghe, có chuyện gì vậy cô? Cô chỉ có mỗi một đứa con thôi, mà bây giờ nó đi theo cái thằng người yêu của nó. Cái thằng đó nó hư hỏng lắm, cô sợ nó trở thành người xấu. Cô sợ lắm con ơi, cô sợ lắm. Cô ơi, bây giờ cô bình tĩnh nha. Tụi con hứa là tụi con sẽ giúp cô nha cô. Con gán giúp giùm cô nha. Dạ. Tụi con thiệp đó về giùm cô. Dạ dạ, bây giờ cô mời nghỉ ngơi đi. Con sẽ mang con gán của cô về nha. Em đã thoát khỏi cái bà già lải nhải đó, suốt ngày nhức cả đầu. Chị ở bên anh á là em mới cảm thấy vui vẻ, thoải mái, ung dung tự tại, muốn làm gì thì làm. Đáng lẽ ra cái ngày này nó phải tới sớm hơn, nhưng mà thôi dù sao nó cũng đã tới rồi. Anh cũng yêu em. À, vậy là hôm nay mình sẽ ở tạm ở đây một đêm, xong rồi sáng mai anh sẽ dẫn em đi đến chân trời mơ ước của chúng ta, đúng không anh? Chân trời mơ ước? Chân trời mơ ước? Chân trời mơ ước, ủa mà chân trời mơ ước nào ấy? Thì anh nói là với số tiền em lấy ở nhà đưa cho anh sẽ xây dựng một tương lai tươi sáng cho cả hai chúng ta đó. Anh nhớ rồi. Tự nhiên biết bị xâm chứng tâm lý nghe xưa, không có nhớ gì chân á. Cái chân trời mơ ước mà em nói nó không nằm đâu xa hết, mà nó nằm gói gọn trong cái túi này. Cái này là cái gì? Em có bao giờ thử cảm giác lên cung trăng gặp chị Hằng mà chơi cùng thỏ ngọc chưa? Anh nói cái gì? Em không có hiểu vậy? Đêm nay anh sẽ đích thân cùng em lên cung trăng và chơi đùa cùng chị Hằng. Anh nói cái này á hả? Tôi không có muốn. Tôi không có dùng mấy cái này trước này. Đợi đi. Nếu như
tụi mày. Vì gì tụi mày? Tao không nghĩ bạn gái của mày mà mày còn ép sử dụng chất kích thích. Bạn gái là cái thai chứ. Nếu như mà nói không lấy tiền của nó cho tao thì không có là cái gì hết. Thằng khốn, cái thứ như mày phải để đàn em tao dạy dỗ. Về đi. Đi về. Tụi mày đâu vậy? Tụi mày đâu vậy? Đi về. Thả tao ra. Nhớ lên. Thả tao ra. Tụi mày đâu vậy? Thả tao ra. Con xin lỗi mẹ. Con không ngờ hắn ta là một người tệ hại như vậy. Thôi đừng khóc nữa con, đừng có sợ nữa. Con về đây an toàn là mừng lắm rồi. Đến đi con. Chắc là cô đây cũng thấy được cái bản chất sống buông thả của anh ấy nên nó cảm đáng qua lại á. Cũng may là có hai chị đã kịp, nếu không là hắn ta đã ép em dùng cái chất kích thích rồi. Mẹ nói đúng, hắn ta là một người xấu, em đã nghe lời của mẹ. Con không sao là tốt rồi. Mẹ cũng sai trong cách cư xử với con, mẹ xin lỗi con. Không, con mới là người có lỗi. Con không có lỗi gì hết á. Chẳng qua là con còn trẻ người non dạ, chưa có thấu đáo sự việc. Qua cái chuyện này á thì mẹ mong con trưởng thành hơn. Mình hòa nhập chứ không hòa tan nha con. Sau này những cái mối quan hệ bạn bè con phải chắt lọc cẩn thận, tại vì nó là cả tương lai của con sau này. Dạ, con biết rồi mẹ. Vì con cãi lời mẹ, năng suất chút nữa là ông hận cả đời. Con hứa, từ nay về sau, con sẽ nghe lời của mẹ. Thôi hai mẹ con hiểu về mình tốt lắm rồi đó. Em nè, mẹ từ giờ sẽ sống vui vẻ nha. Dạ, em biết rồi chị. Con cảm ơn hai đứa. Nhờ có hai đứa mà hôm nay con của cô được an toàn trở về đây. Em cảm ơn hai chị nhiều. Em nè, em không cần cảm ơn chị đâu. Bây giờ em chỉ cần sống tốt, thương mẹ là lời cảm ơn sẽ lấy tiền của chị rồi. Dạ, em hiểu rồi ạ. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Mẹ ra đây chửi con đi. Mẹ đang bận. Dạ vâng, vâng ạ. Đến bây giờ em sẽ sửa ngay rồi em gửi cho sếp. Dạ vâng, vâng, vâng ạ. Vâng, vâng, em chào sếp. Vâng ạ. Vâng, 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 vâng. Này, cậu bé. Sao buồn thế? Mẹ cháu không chơi cháu. Chú là ai đấy? Chú là Hiếu. Này, chú cho. Là bạn nhá. Ngoài kia có cầu trượt mới kìa. Ra đây chơi đi. Ok. Đi. Xem ai xuống trước nhá. À, bắt được rồi, bắt được rồi, bắt được rồi. Trời ơi, chú kia, chú định làm gì con tôi đây? Mẹ ơi, chú chỉ chơi cầu trượt con thôi mà. Con trật tự để mẹ nói chuyện. Còn cái chú kia, chú có biết cả cái khu phố này ai cũng biết là chú mới đi tù về không? Chú định lừa con trai tôi đấy à? Tôi thấy cháu nó ngồi ngoài kia, tôi rủ ra đây chơi cầu trượt cùng thôi. Chị đừng có quá đáng. Mẹ ơi, chú tôi đó chơi con kẹo nè. Trời ơi, sao con dám nhận kẹo từ người lạ hả con? Cút đi! Cậu kia, cậu cho cái gì vào kẹo đấy hả? Cậu định lừa con trai tôi à? Cái loại người như cậu, đáng nhẽ ra phải cho ở trong tù mãi mãi. Chứ thả ra như này thì hại người mất. Chị quá đáng vừa phải thôi. Tôi thấy cháu nó ngồi chơi ở kia. Tôi chỉ đưa cháu ra đây chơi cùng thôi mà. Chỉ cái gì mà chỉ? Nếu mà tôi không ra đây kịp thì cậu đã lừa con trai tôi à? Đúng là cái loại người như cậu, cậu nên biến mất khỏi xã hội này đi. Còn con,
Còn con, lần sau con mà dám nhận kẹo từ người lạ, mẹ sẽ đánh đòn con, có nghe rõ chưa? Đúng là cái đồ xấu xa, cút đi! Bật! Con không biết phải chọn, con không biết phải chọn, con không biết phải chọn, con không biết phải chọn. Con ơi, con ở nhà nhá, nhớ đóng kín cửa. Mà này, nghe mẹ dặn này, không được mở cửa cho người lạ vào, nghe rõ chưa? Vâng. Mẹ đi lên công ty một chút rồi mẹ về. Mà trong tủ lạnh có đồ ăn, lúc nào đó thì con bỏ ra ăn, nghe rõ chưa? Vâng. Hôm nay chủ nhà méo mình nghỉ à? Ừ, dự án sắp hoàn thành rồi, nên độ này mẹ hơi bận. Tuần sau mẹ cho con đi chơi bù nhá. Vâng. Rồi, ở nhà nhá. Vâng. Sao cho khỏi trời nắng. Chị, tội làm gì quá đáng với chị chưa mà chị đối xử với tôi như vậy. Chờ cậu làm gì ấy, thì mẹ con tôi đã chết dưới tay cậu rồi đấy. Mà cái loại người ấy, tù tội xấu xa như cậu ấy, chỉ xứng đáng làm cái công trình bẩn thỉu như này thôi. Chị... À, định làm gì? À, đánh tôi à? Đánh đi, đánh đi. Đúng là cái đồ vô văn hóa. Con ơi, nhanh lên, mẹ muộn giờ rồi con ơi. Sao con nhìn thấy mẹ mệt thế? Đâu nào, mẹ xem nào. Mẹ vẫn thấy con bình thường mà. Thôi con đừng có phá mẹ đi. Nhanh lên đi, mẹ muộn quá rồi. Trời ơi, đã vội rồi còn đèn đó nữa chứ gì. Alo bà, đây rổ tôi đang đi đây, tắc quá đường, mẹ còn đèn đỏ nữa chứ. Mẹ con nghỉ quá. Ừ, thôi đâu mẹ xem con nào. Ôi dồi ôi, dồi sao chán con nóng thế này. Thôi rồi, mẹ cho con nghỉ học để vào viện khám nhá. Con ơi. Dạ. Con ngồi trên này ngoan nhá, mẹ lên mẹ lục báo cáo rồi mẹ xuống ngay với con nhá, nhớ chưa? Vâng.
ơi, con ơi, mọi người có thương mẹ của anh cứu con tôi không? Con ơi, con ơi, có chuyện gì với chị? Chị có chuyện gì? Con tôi. Chị phải bình tĩnh nha, bố ơi, bố. Con ơi, con ơi, con ơi, con ơi, có ai cứu con tôi không? Có ai cứu con tôi không? Con ơi, à, con làm gì đó? Chị bình tĩnh để tôi. Con ơi. Con ơi, con ơi. Con ơi, con ơi. Chị gọi cấp cứu đi. Có ai không gọi cấp cứu đi hộ tôi cái. Gọi cấp cứu đi. Con ơi. Chú Hiếu. Ơ, con. Ra đây chú xem nào. Đã khỏe hơn chưa? Rồi ạ, chú đi cầu trời con đi. Chú... Thôi nào Pot, chú vừa mới đi làm về, vẫn còn mệt, để chú nghỉ ngơi nhá. Vâng, mẹ có muốn chơi chú Hiếu. Nhưng mà chú Hiếu vừa mới đi làm xong, về còn rất là mệt, con phải ngoan thì lần sau chú mới chơi với con chứ. Bây giờ con thấy chưa, chú vừa mới đi làm về còn mệt mỏi, để cho chú nghỉ ngơi. Bây giờ mẹ chơi với con, còn ngày mai chú Hiếu sẽ chơi với con, được không? Được ạ. Thế bây giờ con xuống dưới cầu trượt trước đi, xong mẹ xuống sau. À. Chú Hiếu này, chú Hiếu cho chị xin lỗi nhá. Bởi vì nếu mà không có chú Hiếu thì không biết giờ này mẹ con chị sẽ như thế nào. Tôi không sao đâu mà, chị không cần khách sáo quá. Nói thật với chú Hiếu là bố bé Bót bỏ hai mẹ con chị ngay từ lúc cháu còn nhỏ. Sau đó ông ấy lấy vợ hai và một thời gian sau thì ông ấy đi tù. Kể từ đó, chị luôn có ác cảm với những người đi tù, cứ nghĩ rằng họ xấu xa, không đáng tin cậy. Chị suy nghĩ thật thiển cận đúng không? Nên là chị xin lỗi chú Hiếu rất nhiều, mong chú bỏ qua cho chị. Thôi chị không cần phải để tâm những việc nhỏ nhặt ấy. Nhưng mà Bót là một cậu bé cô đơn. Tôi nghĩ là chị nên quan tâm và chăm sóc cháu nó, chơi với Bót nhiều hơn. Chị biết rồi, chị cảm ơn chú rất là nhiều. Lúc nào chú Hiếu rảnh thì chú Hiến sang chơi với cháu nhá. Dạ, nhất định tôi sẽ qua. Mà thôi, chị xuống chơi với cháu đi, không cháu chơi một mình cũng nguy hiểm. Tôi đi đã, chào chị.